Cứ mỗi độ xuân sang, Tết đến, trong mâm cơm đón năm mới của bất cứ gia đình nào, chắc chắn cũng không thể thiếu món ăn đặc biệt, đó là bánh chưng. Bánh chưng không đơn thuần là một món ăn, mà đó là hương vị của ngày Tết đã trở thành nét văn hóa của người Việt Nam. Đó là sự tổng hòa của đất trời với những gì tinh túy từ thiên nhiên ban tặng cho con người. Gói bánh chưng không thể thiếu bất cứ thứ nguyên liệu nào, đó là gạo nếp, đỗ xanh, thịt, lá dong và lạt mềm. Nhưng mỗi dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam lại có cách gói bánh khác nhau. Người dân tộc Kinh thì gói bánh chưng vuông, người dân tộc Tày, dân tộc Dao, dân tộc Sán Chay lại gói bánh chưng dài, và cách gói cũng có khác nhau đôi chút. Bánh chưng của người Tày ấy là thường thường được hay gói vào là Tết tháng 7 và Tết Nguyên Đán ấy. Và nguyên liệu thì là trước tiên là lá dong là mình không cần phải thiếu rồi. Với lại là đỗ và gạo nếp cao của các cụ ngày xưa ấy. Và nếp cái hoa vàng và lại một cái gia vị nữa, đó là thịt lợn cho vào. Và lạt là mình không thể dùng thiếu, là đó là cái lạt rang cổ truyền ở trên lấy tận trên núi cao về đấy. và hương vị thì rất là đậm đà và đặc trưng cho cái Tết cổ truyền cho về người Tày ạ. Đây là các cụ ngày xưa đã truyền lại rồi, là thường thường người Tày là hay gói, là gói bánh tròn và đầu vuông hai đầu. Bánh chưng của người Sán Chay thì là chuẩn bị lá dong với lại gạo nếp. Gạo nếp thì gói bánh chưng thì gói bánh chưng thì lại bốn góc. Gấp hai lượt là lạt, một lượt là buộc kéo lên xong lại một lượt cuốn. Cái bánh chưng của dân tộc Dao này từ ngày xưa bọn tôi cũng gói là cũng lá dong như này, xong là gạo nếp, xong là đỗ với lại thịt. Gia vị thì cũng chỉ bột canh với lại có ít hạt tiêu. Chúng tôi thì lại hay gói như này, hai tờ lá như này là đặt lên đây, lại không hay để xuống cái mâm một hình dài như này ra, xong bẻ xuống, bẻ hai đầu vào này, xong là bắt đầu vặn lạt vào thôi, vặn từng cái lạt vào thôi. Đây là mỗi một nốt là một cái lạt, chứ không phải là cuộn 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 như này đâu. Chiếc bánh chưng không chỉ nhắc nhở mỗi người về món ăn mang đậm biểu trưng văn hóa của dân tộc, mà còn khiến cho mỗi người tự hào hơn, trân quý hơn sản vật linh thiêng của ngày Tết sum họp. Ở Định Hóa, nhiều dân tộc không những chỉ gói bánh chưng vào dịp Tết Nguyên Đán, mà còn gói bánh vào các ngày lễ, ngày rằm, tháng giêng, Tết tháng 3, Tết tháng 7. Bởi với họ, bánh chưng chính là hồn dân tộc, là món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ Tết. Hay là gói bánh chưng vào cái dịp Tết Nguyên Đán để là đặt nhất là đến khoảng tầm 27-28 này đã gói rồi, xong là đến Tết Nguyên Đán là mình để đặt lên bàn các bàn thờ, xong là đến ăn bánh thì phải để đến sắp hết tháng giêng đi ạ. Bánh chưng này được gói vào dịp Tết tháng 7 và dịp Tết cuối năm, là gói xong luộc là đặt bàn cúng cụ. Và cứ là người Việt Nam, cho dù là dân tộc Kinh, Tày, Dao hay Sán Chay, khi nhìn thấy bánh chưng là thấy Tết. Bởi lẽ chỉ cần thưởng thức hương vị thơm lừng của lá dong hòa quyện cùng vị ngọt bùi của đỗ xanh, gạo nếp, xen lẫn chút béo ngậy của thịt ba chỉ, đã thấy được đây hương vị của ngày Tết cổ truyền.